Chuyện xảy ra vào năm 1992, nhưng đến giờ, người dân ở Xi'an Baikan, một ngôi làng thuộc tỉnh Long Du, Trung Quốc, vẫn nhớ như ngày hôm qua. Năm đó, một người đàn ông trong làng tên là Wu Anai đã phát hiện ra một bí mật lớn nằm sâu dưới lòng ao cá của làng. Người dân làng Xi'an Baikan có hẳn cả một truyền thuyết về cái ao này. Trong đó có một chi tiết nói rằng đây là ao tự nhiên và rất sâu. Tuy nhiên, ông Wu không tin vào những gì truyền thuyết kể lại. Ông luôn tỏ ra nghi ngờ về cái ao làng. Và để chứng minh nghi ngờ của mình, ông Wu đã thuyết phục một nhóm người nữa trong làng mua một chiếc bơm và cùng nhau bơm nước ra khỏi ao. Sau 17 ngày ròng rã bơm nước liên tục, mực nước trong ao đã rút đi rất nhiều, đủ để lộ ra một lối vào hang động cổ đại, ẩn mình dưới lòng đất bấy lâu nay và đủ để ông Wu chứng tỏ những nghi ngờ của mình là đúng. Hang động cổ đại ngày nay được đặt tên là Long Du, lấy theo tên hành chính của tỉnh Long Du. Đây được coi là hang động lớn nhất trong các hang động lâu đời trên thế giới. Qua khảo sát thực tế kết luận, Long Du thực chất là một hệ thống hang động nhân tạo, gồm 24 hang động nhỏ. Mỗi hang động có diện tích sàn trung bình khoảng 1.000m2, với độ cao đạt tới 30m. Tổng diện tích toàn hệ thống hang động này khoảng hơn 30.000m2. Căn cứ để khẳng định hệ thống hang động cổ đại này hoàn toàn do bàn tay con người làm nên, đó là các dấu tích của những vết đục quanh thành hang. Hơn nữa, các vết đục này tạo thành những rãnh song song mà người ta cho rằng nó biểu tượng cho một điều gì đó. Người ta cũng tìm thấy các dấu vết tương tự trên số đồ gốm, được cho là xuất hiện giữa năm 500 và 800 trước công nguyên, hiện đang được lưu trữ và trưng bày trong một viện bảo tàng gần đó. Ngoài ra, trong hệ thống hang còn có rất nhiều cầu thang, trụ cột và hình chạm khắc tinh xảo. Tuy nhiên, người ta không thể loại trừ khả năng rằng những người cổ đại xưa kia chỉ mở rộng một hang động tự nhiên nào đó mà thôi. Theo quan điểm của một số chuyên gia khảo cổ học, có thể hang Long Du đã được xây dựng cách đây 2.000 năm. Ước tính sơ bộ cho thấy, để hoàn thành được hang động này, người ta sẽ phải di dời gần 1 triệu mét khối đá. Một công trình lớn như thế này chắc chắn sẽ được ghi lại trong sử sách. Tuy nhiên, hầu như không có bất cứ một manh mối hay thông tin nào về nó. Do đó, đến nay, mọi thứ về nguồn gốc và quá trình hình thành của Long Du vẫn là một bí ẩn lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.